Chính xác. Câu số 2 này, câu số 2 này là câu mà các bạn hay bị nhầm này. Khi làm thí nghiệm với H24 đặc, khi làm thí nghiệm với H24 đặc, nóng thì thường khí thoát ra gây ô nhiễm môi trường. Người ta nút ống nghiệm bằng một bông tẩm dung dịch nào sau đây? Thực ra cái câu này là đề nó hơi bị lỗi. Khi làm thí nghiệm H24 đặc nóng, khi mà cho kim loại hoặc phi kim tác dụng H24 đặc nóng nên ghi rõ như vậy nhá. Có nghĩa là khi cho kim loại mà tác dụng H24 đặc nóng thì thường thì có khí thoát ra gây ô nhiễm môi trường và người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch nào sau đây? Thì chúng ta lưu ý là khi mà như vậy thì sẽ thoát ra ngoài môi trường cái khí gì, các bạn có nhớ không ạ? Khi cho kim loại mà tác dụng với lại HNO3, H2S4 đặc nóng thì thường ngay là thoát ra cái khí gì? Khí gì ạ? Các bạn có nhớ không? Đó là thường khí thoát ra là khí SO2. Và chính cái khí SO2 này gây ô nhiễm môi trường. Nếu mà các em hít vào ấy, thì em sẽ bị viêm phổi. Được chưa? Và bị viêm phổi, đau họng các kiểu, và cái ô nhiễm môi trường này nó là một trong số những tác nhân để gây nên mưa axit. Thế nên người ta thường nút ống nghiệm bằng bông tẩm một cái dung dịch nào đó mà nó tác dụng được với SO3. Được chưa? Thế thì cái dung dịch nào mà tác dụng với SO3? Dung dịch nào tác dụng với SO3? À, SO2 thì tác dụng được với dung dịch gì? Dung dịch kiềm, bởi vì SO2 nó là một oxit axit. Được không? Oxit axit thì tác dụng kim loại kiềm. Dung dịch kiềm. Vì vậy nên mình không thể sử dụng giấm ăn được. Giấm ăn là CH3COH là không bao giờ tác dụng được với SO2. Nhá. Cồn thì không thể sử dụng được bởi vì CH5OH cũng không bao giờ tác dụng với SO2. Muối ăn NaCl thì càng không. Đúng không ạ? Vậy đáp án đúng ở đây của chúng ta nó phải là sút. Được chưa? NaOH ạ. NaOH ạ. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ nhá. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Thế Tuyên Dương, câu 3. Nước thì thường được dùng là nước tự nhiên được lấy từ sông, suối, hồ, nước ngầm, có hòa tan một số muối như, để chúng ta nhìn này, có muối của canxi, có muối của canxi, của magie, đúng không ạ? Thì mình thấy rằng là nó có cation canxi và cation magie, đúng không? Thì cation canxi với cation magie ấy, thì có nghĩa là nó sẽ là tồn tại là nước cứng. Bởi vì là dung dịch mà chứa nồng độ canxi 2 cộng và magie 2 cộng lớn thì nó gọi là nước cứng. Được chưa ạ? Vậy thì bây giờ mình còn này, anion HCO3 trừ, vậy nó sẽ là nước cứng gì ạ? Tạm thời. Nhưng có Cl trừ và SO42 trừ, vậy nó sẽ là nước cứng toàn phần. Các bạn nhớ chưa? Vậy chốt lại của chúng ta, đáp án đúng là đáp án B, nước cứng có tính cứng toàn phần. Ok, Tuyên Dương tất cả các bạn đã chọn đáp án B nhá. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi thầy trong tất cả những cái chuỗi live stream chữa bài tập cũng như là chữa lý thuyết. Cái sự mà comment cổ vũ của các em cũng như chia sẻ của các em, nó chính là có cái nhìn niềm cổ vũ cực kỳ lớn lao để cho thầy có những cái động lực để thầy có thể chiến đấu cùng với các em những cái buổi tiếp theo. Và các em nên nhớ rằng tối hôm nay không phải buổi live cuối cùng. Chúng ta còn có buổi live tối ngày mai và buổi live sáng ngày kia. Thầy sẽ đội các em cho đến tận các em lúc thi luôn. Ok ạ, câu số 4 ạ. Trong dung dịch thì ion nào sau đây oxy hóa được ion sắt 2? Trong dung dịch thì ion nào sau đây oxy hóa được ion sắt 2, có nghĩa là tác dụng được với sắt 2. Oxy hóa, ion đấy phải oxy hóa được sắt 2. Vậy sắt 2 thì hiện tính khử. Đúng không ạ? Đồng 2 cộng thì không thể cộng sắt 2 được. Nên là loại đáp án A. Các bạn chọn câu 4 đáp án gì ạ? Canxi 2 cộng cũng không có tác dụng với sắt 2. Bạc 3 cộng cũng không tác dụng với sắt 2. Vậy ở đây mình chỉ có là bạc cộng tác dụng với sắt 2 cộng để tạo thành bạc cộng với lại sắt 3 cộng. Được chưa? Vậy ion mà oxy hóa được ion sắt 2, đáp án đúng là đáp án B, bỏ. B, bỏ các em nhé. Ok. Đấy, các bạn nhớ chưa? Đây là những câu lý thuyết rất hay dễ sai. Thế nên là thầy mới để vào trong này để cho tất cả các bạn và các em đều có thể làm được, đều có thể nắm được những cái lý thuyết này để mà chúng ta không thể bị sai nữa. Và chú ý rằng là buổi trưa ngày mồng 8 tháng 7 thầy sẽ live stream và chữa full 24 mã đề môn hóa để cho tất cả các bạn và các em check đáp án nhá. Câu số 5 ạ. Kim loại sắt tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây? Kim loại sắt tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây? Theo như các bạn nghĩ thì là kim loại sắt nó sẽ tan hết trong cái lượng dư dung dịch nào? Thì thực ra chúng ta phải nắm được lý thuyết, cái tính chất của ánh sắt. Thực ra các bạn thì đa số là sợ lý thuyết, nhưng mà thực ra thì lý thuyết rất là dễ. Nó là cái phần cực kỳ dễ kiếm điểm, mà chúng ta chỉ cần làm chắc chắn một chút thôi thì cái việc mà chúng ta lấy được điểm cao nó rất là đơn giản. Thà sai một câu bài tập còn hơn sai một câu lý thuyết. Bởi vì cái thời gian chúng ta làm một câu lý thuyết thì nó ngắn hơn cái thời gian chúng ta làm một câu bài tập. Vì vậy nên đầu tư thời gian vào việc làm lý thuyết thì lúc nào nó cũng lợi hơn. Được chưa?
Kim loại sắt thì tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây? Thì kim loại sắt thì nó không thể tan trong NaOH. Đúng chưa? Nó không thể tan trong HNO3 đặc nguội tại vì nó bị thụ động. Nó cũng không thể tan trong MgCl2. Đúng chưa? Vì vậy nên sắt nó tan hết trong FeCl3. Fe cộng với FeCl3 tạo thành FeCl2. Ok? Ok ạ, dễ không ạ? Đây ạ, đây là 2, đây là 3. Câu số 6. Khi đốt rơm rạ trên các cánh đồng, sau những vụ thu hoạch lúa, sinh ra nhiều khói bụi, trong đó có khí X. Được chưa? Trong đó có khí X. Khí X nặng hơn không khí, có nghĩa X phân tử khối nó phải lớn hơn 29 và gây hiệu ứng nhà kính. Vậy từ chốt ở đây đó là hiệu ứng nhà kính các em. Vậy thì khí nào mà nặng hơn không khí và gây ra hiệu ứng nhà kính, các bạn có nhớ không ạ? Quá dễ dàng đúng không ạ? Đấy, cái câu này mà chúng ta mà không làm được thì thôi, về nhà là lấy chồng lấy vợ 2 năm 3 lứa là hợp lý nhất. Đấy là lời khuyên chân thành nhất từ thầy. Được chưa? Vậy nó là gì ạ? CO2 nhá. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các bạn nhá. CO2. CO2 nặng hơn không khí, phân tử khối của nó bằng 44. Và làm sao ạ? Nó gây hiệu ứng nhà kính. CO2 gây hiệu ứng nhà kính. Câu số 7 là một câu lý thuyết về trong cái chỗ này là chỗ phần lớp 11. Và câu số 7 này mấy năm nay câu lần năm nào cũng có câu số 7 nhá. Được chưa? Chất nào sau đây là chất điện ly ạ? Chất nào sau đây chất điện ly? Cái việc mà chúng ta comment đáp án ấy, đấy là cái việc mà chúng ta học lý thuyết nhanh nhất và là hiệu quả nhất. Chất nào sau đây là chất điện ly? Thế thì mình nắm được cái này này. Được chưa? Nào, ở chất điện ly là những chất là axit bazơ mạnh và muối. Đúng không? Vậy ancol etylic này, C2H5OH không phải là chất điện ly. Ok chưa? Natri hydroxit bazơ mạnh chắc chắn là chất điện ly. Glucose không phải chất điện ly và saccharose cũng không phải chất điện ly. Vậy đáp án đúng của chúng ta câu số 7 là đáp án B. Ok ạ. Rất là saccharose là một disaccharide có nhiều trong cây mía, hoa thốt nốt, củ cải đường. Thế thì cái câu này các bạn hay sai ở chỗ nào? Câu này người ta hỏi là hỏi số nguyên tử oxy thì các bạn hay đi chọn số nguyên tử hydro, hay đi chọn số nguyên tử carbon. Được chưa? Vậy thì ạ, saccharose C12H22O11. Đúng không? Vậy số nguyên tử oxy là bằng A. Ok chưa? Câu số 9, trong bảng tuần hoàn kim loại kiềm thuộc nhóm nào sau đây? Trong bảng tuần hoàn ạ, kim loại kiềm thuộc nhóm nào sau đây ạ? Nào, kim loại kiềm. Kim loại kiềm thuộc nhóm nào sau đây? Thế thì trong bảng tuần hoàn ấy thì kim loại kiềm là tất cả những anh kim loại thuộc nhóm 1A. Đúng không? Vậy đáp án đúng là đáp án C nhá. Kim loại kiềm nhóm 1A. Câu số 10. Acid glutamic là một amino acid có trong thành phần một số thuốc giúp phòng ngừa và điều trị các triệu chứng suy nhược thần kinh, gây căng thẳng, mất ngủ, nhức đầu, ù tai. Tổng số nguyên tử nitơ và oxy trong phân tử acid glutamic. Thế thì bây giờ mình phải nắm được công thức của acid glutamic đúng không các bạn? Thì acid glutamic thì nó gồm có hai nhóm COH và một nhóm NH2. Để bài hỏi số nguyên tử nitơ là 1, số nguyên tử oxy là 2 x 2 là 4. Vậy cộng với nhau bằng 5. Được chưa? Vậy 5 thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án gì? C. 5 đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhá. Câu số 11. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? Nào, dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? Anilin C6H5NH2 không làm quỳ chuyển màu, các bạn nhớ nhá. Tính bazơ yếu, không làm quỳ chuyển màu. Phenol C6H5OH cũng không làm quỳ chuyển màu. Được chưa? Mình có hai thằng không làm quỳ chuyển màu. Anilin, phenol không làm quỳ chuyển màu. Alanin COHCCNH2 cũng không làm quỳ chuyển màu bởi vì số lượng nhóm NH2 bằng số lượng nhóm COH. Vậy mình chỉ còn anh nào thôi ạ? Metinamin CH3NH2. Metinamin ở đây thì là gì ạ? Thì làm quỳ tím trở thành màu xanh bởi vì nó có tính bazơ mạnh. Vậy đáp án đúng của chúng ta câu 11 nó là đáp án C các em nhé. Ok ạ.
Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình chia sẻ trong cái buổi học ngày hôm nay. Hãy chia sẻ lại buổi học này, bởi vì ở đây sẽ ghi dấu chúng ta, để chúng ta nhớ lại rằng là một năm sau, năm 10 năm, 20 năm sau, chúng ta nhớ lại rằng là chúng ta đã có những ngày chúng ta cố gắng hết mức như vậy. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em. Và câu 12 chúng ta chọn đáp án gì ạ? Kim loại nhôm không phản ứng với dung dịch nào sau đây ạ? Kim loại nhôm không phản ứng với dung dịch nào sau đây ạ? Thì nhôm thì chắc chắn là nó phản ứng HCl rồi, chắc chắn phản ứng NaOH, chắc chắn là phản ứng H4 loãng nguội rồi. Vậy thì nó sẽ không phản ứng với gì ạ? BaNO3 hai lần nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 13. Dung dịch chất này sau đây không dẫn điện. Nào các bạn comment xem dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện. Không dẫn điện, chúng ta phải hiểu nhá. Không dẫn điện thì tương đương với việc nó không phải là chất điện ly. Tương đương với lại không phải là chất điện ly. Không dẫn điện thì tương đương với việc không phải là chất điện ly. Ngày xưa thầy đi thi văn thì anh hùng lắm. Không bao giờ ôn văn cả. Cứ thế mà đầu vào thi thôi. Thế mà các em biết không, thầy thi văn á, kết thúc học kỳ 1 với lại kết thúc học kỳ 2, lúc nào văn lớp 10, 11, 12 của thầy luôn luôn đều được 4,5 điểm. Lúc nào cũng 4,5. Thánh học văn luôn. Câu 13. Dung dịch nào sau đây không dẫn điện ạ? Dung dịch nào sau đây không dẫn điện ạ? Thì xét ra CONa nó là chất điện ly nên là nó dẫn điện nhá. H2SO4 là chất điện ly mạnh nên là nó dẫn điện nhá. NaCl chất điện ly mạnh nên nó dẫn điện nhá. Vậy không dẫn điện là gì? Là C. C12H2O11. Ok nhá. Câu 14 ạ. Phần polymer này, polymer các bạn sợ. Polymer các bạn sợ thì đã có thầy ở đây để thầy độ rồi. Không có gì phải sợ hết. Có thầy ở đây rồi. Polymer nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn thu được sản phẩm của chữ nitơ? Polymer nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn thu được sản phẩm của chữ nitơ? Vì ở bên trong cấu trúc của nó phải có nitơ. Đúng không? Vậy thì nó chỉ có thể là polyacrylonitrile thôi. CHCN. Đây ạ. Tất cả nở là ok nhá, thì trong nó có nitơ, có nitơ nên khi đốt cháy mình sẽ thu được N2. Ok, đáp án đúng là đáp án gì? Dễ mà. Câu 15 ạ, câu 15 anh em chọn đáp án gì ạ? Câu 15 anh em chọn đáp án gì ạ? Câu số 15, hai chất nào sau đây hòa tan, sai chất nào sau đây tan được hoàn toàn trong nước dư ạ? Hai chất nào sau đây tan được hoàn toàn trong nước dư ạ? Natri với đồng là đồng không bao giờ tan được trong nước dư. Được chưa? Bạc cũng không bao giờ tan trong nước dư. CaCO3 không bao giờ, có đằng tan đằng trời. Ở đây đã có bari và NaO, 2O là tan. Tan hoàn toàn luôn, bari tạo thành BaOH hai lần nhá các em. Còn Na2O thì tạo thành NaOH đúng không? Được chưa? Vậy nó sẽ là A. Ok nhá. Câu 16 ạ. Metin acrylat thì không tác dụng với chất hoặc dung dịch nào sau đây ạ? Các bạn còn nhớ không? Thì đầu tiên nhá, mình muốn làm được thì mình phải viết được cái công thức của metin acrylat. Thế thì ở đây công thức của metin acrylat là gì, bạn nào nhớ không? Metin acrylat ạ. Đấy, phải nhớ được công thức này thì mình mới biết được là nó phản ứng không tác dụng với những anh nào. Có nghĩa nó tác dụng anh nào thì mình trừ bỏ những cái anh mà nó không tác dụng đi. Thì metin acrylat đấy, CH2 nối đôi CHCOOCH3. Được chưa? Đấy thì mình nhìn nhá, nó có nối đôi CC này. Vậy nó tác dụng với hydro, tác dụng brom nhá. Nó là ester nên nó tác dụng với NaOH. Vậy nó sẽ không tác dụng với anh natri. Không tác dụng với anh natri, các bạn nhớ chưa? Nó không tác dụng với anh natri. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D, các bạn nhớ chưa? Câu 17 ạ. Kim loại nào sau đây mềm như sáp, dùng dao để cắt được dễ dàng? Kim loại nào sau đây mềm như sáp mà có thể dùng dao để cắt được dễ dàng? Căng đấy nhỉ. Anh nào các bạn có nhớ không? Anh nào mà mềm như sáp mà có thể dùng dao mà cắt được dễ dàng? Wolfram này em không thể dùng dao cắt được rồi. Đồng này em mà dùng dao cắt đồng mà mẻ dao. Chrome càng thế luôn, vỡ dao luôn, gãy dao luôn. Ở đây chỉ có anh nào ạ? Tất cả các anh kim loại kiềm thì nó đều mềm nhá, đều có thể dùng dao cắt được dễ dàng. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta nó là đáp án D, kali. Câu 18 ạ. Câu 18 ạ. Comment mạnh mẽ lên các bạn. Một lần comment là một lần nhớ lý thuyết. Chúng ta hãy coi như cái buổi học này là buổi học thầy cùng ôn lý thuyết, nắm chắc là lý thuyết với các em. Câu 18, axit stearic.
axit stearic là một axit béo có trong mỡ động vật và dầu cọ. Thế vậy bao nhiêu bạn nhớ được công thức của axit stearic ạ? Công thức axit stearic, bởi vì thường ở bên trong chất béo ấy, chúng ta có bốn anh axit mình cần nhớ. Thứ nhất là axit stearic là no này. Thứ hai là axit oleic là có một nối đôi CC này. Thứ ba là axit linoleic là có hai nối đôi CC này. Và thứ tư là axit palmitic là cũng no này. Đúng không? Vậy thì công thức của anh axit stearic là gì ạ? C17H35COH nó no mà các em. Đây bài hỏi là số nguyên tử carbon, nhiều bạn là tô ngay 17 là toang. 17 cộng 1 ạ. 17 cộng 1 phải bằng bao nhiêu ạ? 17 cộng 1 phải bằng 18 nhá. Nhiều bạn cứ quên đi tô 17 đấy. Nhiều bạn không ghi ra ấy mà. Quên mất luôn một carbon trong nhóm COH. Thế là toang. Toang luôn, toang chặt luôn. Câu 19. Câu 19 là một cái câu về xảy ra phản ứng. Câu này yêu cầu chúng ta cần phải nắm bắt được là có những phản ứng nào xảy ra. Ngâm các lá sắt vào mỗi dung dịch muối sau. Những trường hợp nào xảy ra phản ứng nào, các bạn còn nhớ không? Những trường hợp nào xảy ra phản ứng với câu số 19? Sắt có tác dụng với sắt 3 không? Có. Đúng không? Để tạo thành sắt dương 2. Sắt có tác dụng với đồng 2 cộng không? Có. Đúng không? Sắt tác dụng với đồng 2 cộng để tạo thành sắt 2 cộng cộng đồng. Sắt có đẩy được chì không? Có. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố. Nhưng sắt thì không tác dụng với NaNO3. Tương tự như vậy, sắt không đẩy được MgCl2. Nhưng sắt thì có tác dụng đối với AgNO3 đúng không? Vậy những trường hợp xảy ra phản ứng là 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. 1, 2, 3, 6. Ok. Tuyên dương tất cả các bạn đã chọn câu 19 đáp án A. Câu 20 ạ. Chúng ta đã đi được một nửa quãng đường của buổi tối ngày hôm nay. Câu 20 ạ. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất so với tất cả các kim loại? Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất so với tất cả các kim loại? Các bạn còn nhớ không? Đây là top các câu dễ thi và các bạn hay sai nhiều nhất nhá. Câu 20 ạ. 20 các em, các bạn chọn đáp án gì ạ? 20 ạ. Kim loại mà tính dẫn điện tốt nhất nó là gì? Bạc các bạn nhé. Bạc rất dễ nhớ. Câu số 21 ạ. Cho kim loại nhôm tinh khiết. Cho kim loại nhôm tinh khiết lần lượt vào các dung dịch sau, số trường hợp xảy ra phản ứng học là. Số trường hợp xảy ra phản ứng học là. Kim loại nhôm tinh khiết lần lượt vào các dung dịch sau. Vậy là nhôm phản ứng tương tự nó, câu hỏi là nhôm phản ứng được với những cái anh ca chiêu kim loại nào? Nhôm tác dụng được với sắt dương 3, 1 cháu. Nhôm tác dụng được với đồng dương 2, 2 cháu. Nhôm tác dụng được với bạc cộng 3 cháu. Nhôm bị thụ động trong 24 đặc nguội không được. Đúng không ạ? Nhôm không tác dụng được với MgCl2. Đúng chưa? Nhưng không đẩy được 3G. Vậy mình chỉ có 3 cháu thôi. 3 cháu này sắt dương 3, đồng dương 2 và bạc cộng. Vậy đáp án đúng chúng ta là có 3G. G nhá, câu 21 đáp án G ạ. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình comment đáp án. Cái việc mà các em comment đáp án đấy là một nguồn động lực để thầy có thể liên tục live stream cho tất cả các em. Độ 2K4 những ngày cuối cùng. Câu 22 ạ. Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra? Phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra? Các bạn nhớ không ạ? Những phản ứng hóa học nào sau đây không xảy ra? Không xảy ra là nó không tác dụng với nhau đấy ạ. Được chưa? Nào, mình có này, magie cộng với bạc cộng để tạo thành magie 2 cộng cộng bạc. Đúng không ạ? Chính xác. Kẽm đẩy được đồng ra khỏi muối của nó. Chính xác. Sắt đẩy được chì ra khỏi muối của nó. Chính xác. Bari có đẩy được sắt ra khỏi muối của nó không ạ? Đấy. Tốt những câu lừa tình. Các nhiều bạn bảo là bari nó mạnh hơn sắt, nhưng chắc chắn nó đẩy được. Nhưng không phải ạ. Khi cho vào đây thì anh bari nó tác dụng với nước để tạo thành béo 2 lần. Và bản chất của phản ứng này nó sẽ là bari cộng nước để tạo thành BaOH 2 lần. Và BaOH 2 lần cộng H2 này nó sẽ tác dụng với lại sắt 2 cộng để tạo thành FeOH 2 lần, kết tủa màu trắng xanh. Các bạn nhớ chưa? Vậy đáp án đúng ở đây của chúng ta nó là đáp án C. Câu 23. Quả chuối xanh có chứa chất X làm iốt chuyển thành màu xanh tím. Quả chuối xanh có chứa chất X làm iốt chuyển thành màu xanh tím. Vậy chất X là chất nào? Mình ôn những cái bài nhẹ nhàng thôi. Những cái ngày gần thi mình ôn những bài nhẹ nhàng thôi. Mình không cần phải làm nặng làm gì cả.
Bởi vì những bài nặng bây giờ giải quyết cũng chẳng để làm vấn đề gì. Học thì học trước rồi các em ạ. Nhá. Quả chuối xanh chứa chất X làm iốt chuyển thành màu xanh tím, vậy nó chỉ có thể là gì? Tinh bột là anh duy nhất làm iốt chuyển thành màu xanh tím. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Câu 24 ạ. Nitron có thành phần hóa học cùng các nguyên tố nào? Thế cái này thì lúc nãy thì viết ở bên trên rồi, nhưng thầy vẫn nhắc lại cho chúng ta tí. Nitron này, CH2, CH, CN, tất cả N lần. Được chưa? Đây là nitron. Được chưa? Thì nó sẽ có các thành phần hóa học gồm CH và N. CH và N, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Bỏ nó không oxy các bạn nhé. Dễ chưa? Quá dễ dàng. Câu 25 ạ. Câu 25 các bạn chọn đáp án gì ạ? Thầy giải nhanh quá không các em? Thầy giải nhanh quá không các bạn ơi? Câu 25 ạ. Trong tự nhiên thì canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước. Thì tên gọi nó là gì? CaSO4 ngậm 2 nước nha. Đây là những cái lý thuyết nó dễ nhưng mà các bạn hay sai. Nên là rất mong muốn là tất cả các bạn và các em cùng comment đáp án xuống phía dưới để cùng ôn lại phần lý thuyết cùng thầy nhá, để cho mình nhớ được lý thuyết hơn và mình chống bị sai ngu. Ok ạ. Canxi sunfat CaSO4 ngậm 2 nước nó được gọi là gì các em? Thạch cao gì ạ? Thạch cao sống nhá, các bạn nhớ nhá. Thạch cao sống, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Câu 26. Biện pháp để bảo vệ kim loại natri trong phòng thí nghiệm là? Biện pháp để bảo vệ kim loại natri trong phòng thí nghiệm. Kim loại bảo vệ natri trong phòng thí nghiệm. Thì natri chúng ta phải hiểu, để bảo vệ được kim loại natri thì chúng ta phải hiểu cái tính chất hóa học của anh natri đã. Anh natri là một kim loại hoạt động mạnh, nó tác dụng với oxy ở điều kiện thường, tác dụng với hơi nước ở điều kiện thường, nên mình không thể giữ trong lọ để nắp kín được, nó vẫn tác dụng với oxy nhá. Ngâm trong cồn nguyên chất không được, tại vì nó vẫn tác dụng với cồn, cồn là CH5OH, nó tác dụng bỏ bố luôn ý, nó tạo thành CH5ONA luôn cộng hydro. Ngâm trong nước nó nổ luôn ấy chứ. Vì vậy nên chỉ có ngâm trong dầu hỏa thôi. Dầu hỏa là các hydrocarbon mạch cực kỳ dài nhá. Vì vậy nên nó sẽ bảo quản được natri, nó không cho natri tác dụng. Ok các bạn nhớ chưa? Nhớ chưa? Ok chưa? Đấy, các bạn thấy cái buổi livestream ngày hôm nay của thầy có hiệu quả không ạ? Nếu mà hiệu quả thả tim cho thầy nhá. Thả tim bắn tim thật nhiều nhá. Tối mai lại livestream. Sáng ngày kia lại livestream tiếp, livestream liên tục để chợ nhồi hết kiến thức vào trong đầu. Câu 27 ạ. Dung dịch nào sau đây có màu vàng? Dung dịch nào sau đây? Này, câu này tốt những đứa sai luôn. Này, bao nhiêu đứa đang theo dõi buổi học ngày hôm nay không biết được dung dịch nào sau đây có màu vàng, thú nhận đi. Thú nhận nhận để thầy coi nào. Thì thề đông cực. Đông cực luôn, những đứa nào không biết là có màu dung dịch nào có màu vàng giơ tay xem nào. Không chịu đoán liều đây nhá, không chịu đoán liều đây. Thử thú nhận xem nào. Thú tội, lời thú tội ngọt ngào của học sinh chúng mình. Dung dịch có màu vàng ạ. À? FeS40 nhá. AlCl30 nhá, NaCl0 nhá, dung dịch có màu vàng ở đây nó là FeCl3. Muối sắt 3 cộng thì có màu vàng. Các bạn nhớ chưa? Muối sắt 3 cộng thì có màu vàng. Nhớ. Tiếp tục ạ. À. Câu 28 ạ, 28 đáp án gì các em ơi? Este isoamin acetat có trong dầu chuối. Este isoamin acetat có trong dầu chuối chứa số nguyên tử carbon này. Vậy mình phải vẽ ra. Acetat là CH3 COO isoamin 1 2 3 4 5. Vậy 1 2 3 4 5 6 7 đúng không ạ? Vậy đáp án đúng của chúng ta là có mấy ạ? Chúng ta sẽ có 7 nguyên tử carbon các bạn nhớ nhá. Nhớ chưa? Đấy, những cái câu này thôi nhưng mà nếu mà các bạn mà không viết ra, các bạn chỉ nhận trong đầu ấy, các bạn rất dễ bị sai. Thì thế nên thầy mới nhắc là những cái câu dễ này này chúng ta phải ghi ra, các bạn nhớ chưa? Phải ghi ra. Câu 29 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Khi cho sắt tác dụng với HNO3 loãng dư thu được muối sắt 2. Sắt mà tác dụng HNO3 loãng dư rồi thì nó phải lên muối sắt 3 chứ không phải muối sắt 2. Cho sắt vào dung dịch CuCl2 và HCl thì xảy ra có quá trình ăn mòn điện hóa, chính xác. Bởi vì mình sẽ có đồng bám vào sắt nhá, đồng bám vào sắt. Ok chưa? Thì hai kim loại tiếp xúc trực tiếp với nhau trong môi trường dung dịch chất điện ly thì xảy ra mòn điện hóa, chính xác. Vậy đúng là B. Fe3O4 trong tự nhiên dưới dạng quặng hematit là sai, nó phải quặng là manhetit. Các em nhớ này, H thì hai chân nó lại H hematit hai chân thì nó là Fe2O3. Ma M là manhetit là ba chân thì nó phải là Fe3O4. Nhớ thế này là làm được. À, cho dung dịch FeCl2 vào dung dịch AgNO3 thu được một kết tủa là AgCl là sai, mình còn kết tủa bạc nữa. Do sắt 2 cộng cộng với bạc cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng bạc. Ok chưa?
nhá. Vậy đúng là B. Câu 30. Câu 30 ạ. Cho sơ đồ chuyển hóa sau. Cho sơ đồ chuyển hóa sau. Các chất XY thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là. Cho các sơ đồ chuyển hóa sau. Các chất XY thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là CO2 cộng với nước ánh sáng diệp lục thì chắc chắn nó sẽ tạo thành những gì ạ? Tinh bột. Vậy X là tinh bột rồi. Không thể là cellulose được. Gà đến mấy cũng không thể chọn cellulose được đúng không em? Tinh bột và thủy phân trong nước, enzyme amylase thì tạo thành glucose. Vậy X là tinh bột và Y là glucose. Nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các bạn nhé. Đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Câu 31 ạ. Đây này, câu này top, top những sai lầm này. Top những sai lầm đầu đời này. 31 này. Những tính chất vật lý chung của kim loại là. À, các bạn nhớ tính chất vật lý chung ạ. Thế thì đầu tiên là cái gì nó quyết định đến tính chất vật lý chung của kim loại? Cái mà nó quyết định đến tính chất vật lý chung của kim loại ấy, nó là cái gì? Đó là electron tự do. Thì electron tự do nó tạo nên tính dẻo, nó tạo nên tính dẫn điện, nó tạo nên tính dẫn nhiệt và tính ánh kim. Vì vậy nên câu 31 của chúng ta đáp án đúng là đáp án A các bạn nhé. 31 đáp án A. Ok, rất là tốt luôn. Từ giờ tất cả các bạn đã chọn đáp án câu 31 là đáp án A. Thầy rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi cái buổi học ngày hôm nay của thầy. À, cái việc mà các em comment đáp án cũng như việc các em chia sẻ lại bài học này là nó vừa giúp cho tất cả các bạn và các em có thể nhớ bài được nhiều hơn. Và hơn nữa là nó lại còn là một cái nguồn động lực để thầy có thể live stream không ngừng nghỉ, không mệt mỏi dành cho tất cả các bạn và các em. Câu 32 ạ. Thành phần chính của phân superphosphat kép, cái này của lớp 11 đây, cái này mới nhiều đứa sai. Thành phần chính của phân superphosphat kép ạ. Phân superphosphat kép là gì ạ? Ok, đúng rồi, làm lý thuyết cực kỳ vui mà. Nào, thành phần chính của phân superphosphat kép là kép nhá, thì chỉ có một thôi, CaH2PO4 tất cả hai lần. Đáp án đúng đáp án A. Đấy chưa? Rất rất nhiều bạn bị nhầm ở những cái kiến thức kỹ dễ như thế này. Ok ạ. À, rất là cảm ơn ba ba. Phát biểu nào sau đây là sai ạ? Câu ba ba. Phát biểu nào sau đây là sai? Phát biểu nào sau đây là sai? Amylose có cấu trúc mạch không phân nhánh. Đúng. Chính xác luôn. Được chưa? Hiro hóa hoàn toàn triolin thu được tripalmitin sai. Triolein là C17H33 còn tripalmitin là C15H31. Vậy không thể. Trong dung dịch giấm ăn có chứa axit acetic. Đúng. Dung dịch alumin phản ứng màu biore. Đúng. Vậy sai là B. Câu 34 ạ. Câu 34 ạ. Cho các polymer. Số polymer được điều chế. Được chưa? Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Đấy. Cho các polymer. Số polymer được điều chế bằng phản ứng trùng hợp. Polyethylene là một nhá. Các bạn hay quên này. Polyethylene tereftalat là trùng ngưng. Polyvinyl chlorua là trùng hợp. Polyacrylonitrile là trùng hợp. Đúng chưa? Vậy mình sẽ có 3 thằng là trùng hợp. Vậy đáp án đúng là đáp án D, 3 anh trùng hợp. Ok chưa? Nhớ nhá. Wow, các em nhìn câu 35 chưa? Câu 35 làm cái phê này. Đếm số nhận định đúng. Cái này bây giờ hôm nay cho anh em đếm thoải mái. Cho anh em đếm thoải mái. Đếm thoải mái, comment đáp án thoải mái. Không mắng, không chửi bất kỳ đứa nào hết nhá. Phần này chúng ta sợ, chúng ta phải đi lên nỗi sợ hãi, hay gọi là chinh phục nỗi sợ hãi, thì chúng ta mới làm người được. Nào, ý A. Một số este có mùi thơm, không độc, được dùng trong công nghiệp thực phẩm và mỹ phẩm. Nào, este có mùi thơm, cái này đúng hay sai? Este có mùi thơm, không độc, được chưa? Được dùng trong công nghiệp thực phẩm mỹ phẩm. Đúng. Chết rồi. Thứ tư. Câu tiếp theo ạ. Ni lông 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng. Đúng chưa? Thầy vừa nói xong. Ni lông 6,6 được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng của anh acid adipic và hexamethylendiamin. Nhá. Đúng. Ở điều kiện thường, tất cả các amin đều là chất lỏng và rất độc. Đúng hay sai ạ? Nhớ cho thầy này. Metinamin này, dimethylamine này, trimethylamine này, etinamine này
là những anh tồn tại điều kiện thường thể khí, thế mà ở đây lại nói tất cả các amin đều là chất lỏng thì là sai. Saccharose là thực phẩm quan trọng của con người, cái này quá đúng. Dung dịch lòng trắng trứng tác dụng với CO2 hai lần ở môi trường kiềm thì đúng rồi, nhưng tạo thành màu xanh lam là sai, nó phải tạo thành màu tím. Các bạn nhớ chưa, phản ứng màu biore đấy. Ý G, chất béo là trieste của glycerol với axit béo, còn được gọi là triacin glycerol, chính xác. Vậy ở đây mình sẽ có số phát biểu đúng là A là 1, B là 2, D là 3, G là 4. Được chưa? A, B, D, G, 4 phát biểu đúng. 4 phát biểu đúng, vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, các bạn nhớ chưa? À đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Cáp rông có thể được điều chế bằng cả trùng ngưng và trùng hợp, chính xác. Cáp rông mà trùng ngưng thì đi từ epsilon amino caproic, còn trùng hợp thì đi từ caprolactam. Câu 36 ạ. 36 các em lưu ý nha, đề bài ở câu 36 này hỏi là số nhận xét không đúng. Ở câu 36 này đề bài hỏi chúng ta là số nhận xét không đúng, các bạn phải đọc kỹ. Nào, A đúng hay sai? A đúng hay sai các bạn? Để điều chế oxy và hydro có thể điện phân nước cất. Đúng rồi, nước cất mà điện phân thì mình thu được oxy và hydro. Đúng. CO có thể khử được MgO tạo thành magie, đúng hay sai? Cái này là sai chặt. Đúng không? Bởi vì CO không thể khử được các oxit kim loại đứng đằng sau nhôm. Dung dịch FeSO4 có thể làm nhạt màu dung dịch chứa hỗn hợp KMnO4 loãng và H2O4 loãng. FeS4 nó có tính khử nhá. Nó có thể tác dụng, được chưa? Nó có thể tác dụng với KMnO4 để tạo thành sắt dương 3. Vì vậy nên KMnO4 là dung dịch thuốc tím, nên khi mà phản ứng xảy ra thì cái màu tím nó sẽ bị nhạt màu. Chính xác. D, kim loại sắt không tan trong H2O3 đặc nguội. Đúng rồi, sắt bị thụ động trong H2O3 đặc nguội. Cho dung dịch NaHCO3 và dung dịch chứa hỗn hợp BaCl2 và NaOH thu được kết quả trắng. Chính xác. Các bạn tinh ý này. HCO3- cộng với OH- để tạo thành CO3 2-. Và chính cái anh CO3 2- này nó tác dụng với bari 2 cộng để tạo thành kết tủa BaCO3, kết tủa màu trắng. E đúng. Nhúng thanh hợp kim kẽm và sắt vào NaCl thì kim loại kẽm bị ăn mòn trước. Kẽm với sắt thì xảy ra mòn điện hóa, và kẽm nó mạnh hơn sắt nên kẽm nó đóng vai trò là anốt và nó sẽ bị ăn mòn trước. Vậy ở đây chúng ta ép đúng mà, kẽm bị ăn mòn trước, tạo thành ăn mòn điện hóa luôn nhá các em nhá. Vậy ở đây này, A này, C này không đúng ạ. Không đúng thì chỉ có một. Từ từ, để điều chế oxy và hydro có thể phân nước cất. Dung dịch Fe4 có thể làm nhạt màu dung dịch hỗn hợp KMnO4 và H2O4 loãng, đúng. Kim loại sắt không tan HNO3 đồng nguội, đúng. Cho NaHCO3 và dung dịch chứa hỗn hợp này thu được kết tủa màu trắng, đúng. Nhúng thanh hợp kim kẽm sắt vào dung dịch NaCl, kim loại kẽm ăn mòn trước. Đúng hết mà. Đúng hết luôn. Vô lý nhỉ. Hơi bị vô lý luôn các em ạ. Chỗ này là đúng hết, thế mà chỉ có một đáp án sai, nhưng mà ở đây đề bài bảo là số nhận xét không đúng. Để thầy check lại, để thầy đọc lại lần nữa, hoặc là có thể là do thầy làm đề sai đấy nhá. Hoặc có thể do thầy làm đề, nhưng mà thầy không nghĩ là thầy làm đề sai đâu. Thầy không nghĩ vậy. Chắc là do thầy soạn đề sai thôi. Được chưa? Không phải đâu. A sai, đúng rồi, chính xác. Nước cất thì không dẫn điện, để điều chế oxy hydro mà điện phân nước cất thì mình phải thêm, mình phải thêm NaOH hoặc là H2O4 các em ạ. A sai, chính xác, thấy chưa? Rất quan trọng nhá. Vậy mình sẽ có số nhận xét không đúng là A, 2, chính xác, nước cất không điện phân. Ok ạ. Câu 37. Ôi dồi ôi, 37 đáp án gì ạ? 37 nhìn chất rồi. 37 nhìn chất chưa? 37 nhìn chất chưa? Câu F á, làm gì có đẩy đâu. Câu F làm sao mà đẩy? Không đẩy natri, mà câu F ở đây là kẽm với sắt mà. Nó chỉ cần thỏa mãn các điều kiện sau này, hai lĩnh cực khác nhau mặt bản chất, kẽm và sắt là khác nhau mặt bản chất nhá. Tiếp xúc trực tiếp với nhau nhá. Trong môi trường dung dịch chất tự ly, thế là thành ăn mòn rồi. Được chưa? Nhớ chưa? Câu 37. Thực hiện các thí nghiệm sau. Số thí nghiệm thu được dung dịch chứa hai muối là. Câu này cũng hay, rất hay. Nhá. Câu này cực kỳ hay luôn.
Đây đồng cộng với sắt dương 3. Chỗ này đồng có tác dụng với sắt dương 3 nhé. Thì tạo thành đồng dương 2 cộng sắt dương 2. Chúng ta lưu ý là sắt dương 3 dư 1, 2, 3 muối. Sai. Ở đây đề bài yêu cầu 2 muối thôi. Cho dung dịch KHSO4 vào NaHCO3 tỷ lệ 1:1 thì nó tạo thành khí CO2 bay lên nhá. Với nước nhá. Cộng với lại K2SO4 nhá. Cộng với lại Na2SO4 nha. Vậy đúng hai muối chưa ạ? B đúng. Ok chưa? Cho BaHCO3 lần tác dụng với NaOH theo tỷ lệ mol 1:1 thì mình sẽ tạo thành BaCO3 kết tủa xuống. Đấy chưa? Và NaHCO3 và nước, vậy chỉ có một muối thôi, bỏ C. AlCl3 tác dụng với NaOH dư thì nó sẽ tạo thành Na AlO2 cộng NaCl cộng NaOH dư. Thì có đúng là mình có hai muối không? NaCl và NaLO2. Đúng hai muối chưa? Thấy không? Những cái đề lý thuyết chúng tủ này cực kỳ hay nhá. Các bạn cần phải theo dõi thật kỹ. Được không ạ? Vậy hiện tại mình mới đang chỉ có một B thôi và có D cũng là thu được hai muối. Sục khí CO2 tới dư thì mình sẽ chỉ thu được muối là muối BaHCO2 lần, một muối thôi. Vậy ở đây sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được chứa hai muối là A2. Ok chưa? A2. Câu 38 ạ. Cho các phát biểu sau. Xác không tác dụng với hydro. Xác không tác dụng với hydro. Đúng hay sai ạ? Đúng. Xác không tác dụng hydro. Acid glutamic làm quỳ tím chuyển thành màu hồng. Acid của glutamic có hai nhóm COH, một nhóm NH2. Thì đúng là quỳ tím bẩm chuyển thành màu hồng thật. Glycerol, glucose, alanin là những hợp chất hữu cơ tạp chức. Glycerol là đa chức. Có muốn glucose và alanin là tạp chức thôi. Nên là C sai. Polyvinyl chlorua được dùng làm chất dẻo, chính xác. Dipeptide làm sao phản ứng với COH lần tạo thành màu tím được? Nó phải là từ tripeptide trở lên, E sai. F các este bị thủy phân trong môi trường kiềm thì đều tạo muối và ancol, sai, nó có thể tạo thành anhydride nhá. Đúng không ạ? Nó có thể tạo thành anhydride chứ. Vậy ở đây mình sẽ chỉ có 3 phát biểu đúng thôi. A, B, D, 3 phát biểu đúng. A, B, D. Câu 39 này à. Câu 39 mới thú vị. Câu 39 với câu 40 mới những là câu lý thuyết chùm cuối. Nào, cho 3 dung dịch sau, 3 dung dịch chứa 3 chất tan. Cho 3 dung dịch chứa 3 chất tan tương ứng E, F, G. Cho E tác dụng với F thì xuất hiện kết tủa NaHSO4 cộng BaHCO3 2 lần, đúng là kết tủa BaSO4. COS4 cộng BaH 1 lần tạo kết tủa BaSO4. FeCl2 cộng AgNO3 tạo hai kết tủa bạc và AgCl. FeS4 cộng BaH 1 lần cũng tạo thành kết tủa. Chú ý đây là hỗn hợp kết tủa. À, nếu mà hỗn hợp kết tủa thì chỉ có anh C thôi. Bởi hỗn hợp kết tủa là gồm có AgCl và bạc. Cho vào HNO3 loãng dư thấy thoát ra khí không màu hóa nâu, vậy là bạc cộng với AgHNO3 thì tạo thành bạc cộng cộng với lại NO. Thành phần không tan y chắc chắn là AgCl. Thế là chọn luôn còn gì ạ? Nếu F tác dụng với G, AgNO3 tác dụng với lại BaH 1 lần. F tác dụng với G thì thấy khí thoát ra. Vô lý nhỉ? Hỗn hợp kết tủa. À, anh này cũng thu được hỗn hợp kết tủa này. Là BaSO4 và FeOH 2 lần, vậy anh này cũng được. Anh này cũng được. Riêng anh này không được, anh này chỉ có một kết tủa thôi. Thế thì bây giờ lại thế thì thử sang anh này xem. FeS4 cộng BaOH 2 lần thì tạo thành kết tủa X bao gồm là FeOH 2 lần và BaSO4 mà tác dụng HNO3 loãng dư. Thì sắt chúng ta cũng lên sắt dương 2 đúng không? Sắt lên sắt dương 3. Vậy là chắc chắn nó khí NO. Phần không tan y là thằng BaSO4. Được chưa? Nếu cho F là BaOH 2 lần tác dụng với NH4 2 lần CO3 thì mình thu được khí là khí NH4 bay lên, NH3 bay lên. Và mình cũng thu được kết tủa mình là BaCO3. Thế còn nếu mà E tác dụng với G, FeS4 tác dụng với NH4 2 lần CO3 thì thu được kết tủa Z.
E này tác dụng với G. Thì FeS4 mà tác dụng với NH4 hai lần CO3 thì khí sinh ra nó sẽ là khí NH3. Và kết tủa là BaCO3, và kết tủa BaCO3 và HCl thì có khí không màu thoát ra là khí CO2. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu này rất hay nhá. Câu này rất rất hay, các bạn cần phải chú ý những cái câu như này. Nó có thể khiến các em rối não. Câu 40 ạ. Câu 40 là câu cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay nhá. Câu 40 là câu cuối cùng của buổi tối hôm nay. Các bạn có thể cùng comment đáp án cho thầy câu 40 không ạ? Câu 40 câu cuối cùng buổi tối ngày hôm nay. Một câu khá là trùm. Trùm đúng không ạ? Câu này vào thi thì nhiều bạn đã chết đuối hết. Thế nhưng mà học sinh thầy mình lại làm được. Nào, 40 ạ. Nhớ là các bạn nhớ là giới thiệu thầy tới các em 2K5 nhá. Tuần sau thầy khai giảng khóa 2K5. Hòa tan 3 mol Na vào nước dư thì chắc chắn anh này tan hết. Được chưa? Chắc chắn anh này tan hết, chứa hai chất tan. Thì mình sẽ thu là Na AlO2 và gì ạ? NaOH. NaLO2 và NaOH. Được chưa? Bởi vì natri tác dụng với nước tạo thành NaOH thì nó là 3 mol NaOH. 3 mol NaOH cộng với lại A mol Al2O3 thì chỗ này nó tạo thành là 2 A mol và chỗ này còn A mol NaOH dư. Nên là còn chứa hai chất tan ở A có hai chất tan. CO này lần dư thì mình sẽ thu được OH trừ cộng HCO3 trừ tạo thành CO3 2 trừ. Thế là mình sẽ tạo thành kết tủa CaCO3 cộng với lại CO này lần dư. Nên trong này sẽ cộng với NaOH và CaOH lần dư. Vậy đúng là hai chất tan nữa không ạ? Chính xác hai chất tan nữa. Ý C kẽm vào sắt 3, kẽm cộng với lại sắt 3 cộng thì tạo thành kẽm 2 cộng cộng với lại tạo thành sắt 2 cộng cộng với kẽm 2 cộng. Tỷ lệ anh này là 2 2 thì anh này là amon thì chỗ này mới chỉ là có phản ứng là amon thì chỗ này hết có 0,5 thôi, kẽm còn dư. Kẽm tác dụng tiếp với sắt 2 cộng để tạo thành kẽm 2 cộng cộng sắt. Thì lúc này dung dịch chắc chắn có muối kẽm 2 cộng và sắt 2 cộng còn dư nên mình sẽ có là hỗn hợp gồm hai muối là ZnCl2 và FeCl2. C đúng. Sục 2,5 mol CO2 thì mình tìm được tổng số mol hóa trừ là 2 nhân A 2A cộng với A chia cho 2,5A thì bằng bằng bao nhiêu ạ? Bằng 1,2. 1,2 lớn hơn 1, nhỏ hơn 2. Tương ứng với việc tạo thành muối HCO3 trừ và muối CO3 2 trừ. Được không ạ? Thế thì mình tìm được số muối mol muối của CO3 2 trừ đấy ạ. Thì bằng bao nhiêu? Đây là 1,2 thì một thằng là chiếm bằng 20 phần 80, vậy một thằng sẽ chiếm 4 phần. Một thằng chiếm 1 phần. Ok. Vậy thì ở đây mình sẽ có là anh này chiếm 4 phần thì nó sẽ là anh HCO3 trừ thì nó sẽ là 2,5 mà chia làm 5 thì bằng 0,5, 0,5 nhân 4 thì anh này bằng 2A. Anh này bằng A. Và anh này cộng với lại BA2 cộng thì tạo thành hết kết tủa BaCO3 theo amon luôn. Vậy trong dịch chúng ta chỉ tồn tồn tại là gì ạ? NaHCO3 thôi. Đúng chưa? BaCO3 kết tủa hết mà. À đâu, chỗ này không phải. A thì anh này là 0,5A. Vậy suy ra chỗ này là 0,5A. Vậy trong dịch còn BaHCO3 hai lần nữa. Vậy đúng là tồn tại hai muối. Lừa phỉnh chưa? Các bạn thấy lừa phỉnh không? Rót từ từ 2A mol HCl vào KOH và K2CO3 thì cái E này này đầu tiên là H cộng vào với OH trừ thì anh này là 2A thì anh này là A đúng không? Thì H cộng còn dư là amon, sau đó nó tiếp tục tác dụng với CO3 2 trừ amon thì nó tạo thành HCO3 trừ. Vậy lúc này suy ra trong dịch sẽ tồn tại muối là KHCO3 và KCl, đúng hai muối chưa? Nhiều bạn quên không nhớ rằng KCl là toang E hai muối. Cho A mol sắt vào 2,5 mol A bạc thì có phải mình sẽ có ý F, mình sẽ có là số mol bạc cộng chia cho số mol sắt thì có phải bằng là 2,5 ohm lớn hơn 2 nhỏ hơn 3, 2 tương ứng với việc tạo thành muối sắt dương 2, 3 tương ứng với việc tạo thành muối sắt dương 3. Vậy chúng ta nhìn thấy là đúng là hai chất tan chưa? F cũng hai chất tan. Vậy suy ra cả A, cả B, cả C, cả D, cả E, cả F đều thu được hai chất tan.
A, B, C, D, E, F. Chúng ta sẽ có tổng cộng là mấy ạ? 6 nhá. 6 chất tan. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok ạ. Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã rất là nhiệt tình theo dõi buổi live ngày hôm nay.